Rồi chào anh em nhé, thì hôm nay mình lại về ít chip và cái đài chip một phiên này của Kyo rất là đẹp, về không có lau chùi vệ sinh gì hết mà đảm bảo nguyên si. Rất đẹp luôn. Cái đài 160. Chỗ này là 1.300 bao nhiêu viên đấy. Để tắt tắt nhé. Con này của nó là phay thép cứng và đa vật liệu các thứ này. Còn Kyo Seiza 10 me nhé. Đây, lắp vào đài này. Đài 160 BT50 sẵn. Đó, thì con này nó rất là dữ. Anh em có nhu cầu mua hết chỗ này thì anh em bán em tặng đài nhé, hoặc là bán kèm đài. Đó, anh em giá 20k một chip, mua hết chỗ này em tặng đài. Đó, tặng đài phay 50 BT50 thì 160. Đài rất là đẹp như mới keng của Kyo Seiza. Đài bóng láng, đài này mua mới không rẻ này, cả chục triệu ấy. Đọc cái đài không nhé, chưa nói BT. Con này nó phá thép cắt gió đá hay là này kia thì rất là cứng vững. Đấy, 10 me nhé. Con này nó ăn trâu bò lắm anh em. Đấy, cái góc này nghiêng của nó này. BT50 mà máy BT50 mà khỏe thì ăn ngập cái khối này thì thôi rồi. Nó có cái góc tạo cái góc bẻ phay rất là bén nhé. Đây, góc hết bẻ phay này. Đây, nó có cái góc nghiêng, nghiêng bé phôi này. Mình có các quan tâm thì liên hệ nhé. Mua hết 1.300 mấy chục viên này em sẽ tặng cái đài này không, là với giá 20.000. Còn anh em mua lẻ thì em bán lẻ, mua đài em bán đài. Về chỗ này là 20kg đi chip, rất là đẹp này. Chip ít như thế này thì anh em bảo sao mà không ngon cho được. Đó, các bác quan tâm thì ủng hộ bên em cơ khí chuyên tuôn vòng xoay công 11 Biên Hòa Đồng Nai. Đài rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em quan tâm thì liên hệ 0989821011 em nay em xá nhé. Quan tâm thì ủng hộ. Rồi, xin chào anh nhé. Anh em xem được like và chia sẻ. Anh em chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ, một đăng ký để có video mới em up lên thì anh em sẽ xem được nhé, video mới và mua được những hàng bên em. Cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào. Anh em thấy hay thì cho xin một like, một chia sẻ nhé. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.